nay nhân dịp là cháu của mình sửa soạn lại một cái căn nhà rất là khang trang là đẹp. Thôi xin xin kính chúc là Lam và gia đình hạnh phúc thành đạt ha, con ngoan học giỏi ha, vạn sự như ý à. Hoàn như trong cơn chim bao tuổi thầm nhỉ, non nước
nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chôn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui. Bà hàng cây mẹ chuốt lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi. Bà hàng cây mẹ chuốt lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi.